Xin chào quý chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Hyundai Đồng Tháp. Thì trong tháng 7 này, nhà nước đang có chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe lắp ráp trong nước. Thì hiện tại trước mặt quý chị đây là mẫu xe Hyundai Santa Fe. Phiên bản này là phiên bản dầu cao cấp, theo quý chị. Hôm nay Tâm sẽ làm báo giá chi tiết lăn bánh chương trình trả góp cũng như là lăn bánh tiền mặt cho quý chị mình được nắm rõ, để cho quý chị mình có cái lựa chọn phù hợp với tầm tài chính cũng như là phù hợp với cái nhu cầu sử dụng cho mình, theo quý chị. Thì hiện nay Santa Fe đang được giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước, kèm theo đó thì đang được giảm 50% lệ phí trước bạ từ đại lý nữa. Thì đâu đó quý chị mua Santa Fe này sẽ không phải tốn cái phần 10% lệ phí trước bạ, theo quý chị rất là ngại luôn. Thì đâu đó quý chị sẽ mua cái xe lăn bánh bằng giá niêm yết luôn. Thì hiện tại cái dòng Hyundai Santa Fe này có giá niêm yết bản dầu cao cấp là 1.375.000.000. Hiện tại nếu mà lăn bánh tiền mặt, quý chị có hộ khẩu tại tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh miền Tây xung quanh, bao gồm tất cả các chi phí đăng ký, thì quý chị chuẩn bị giúp Tâm 1.375.000.000 là quý chị mình có thể nhận xe luôn, hết quý chị bấm số là nhận xe thôi. Với cái mức lăn bánh này thì như quý chị cũng đã biết á, là bằng giá niêm yết luôn, bằng giá niêm yết luôn, mua thời kỳ này rất là ok luôn. Còn nếu mà quý chị mua qua hỗ trợ ngân hàng, mua qua hỗ trợ ngân hàng thì quý chị chuẩn bị giúp Tâm 285.000.000 rồi quý chị mình có thể nhận xe hết quý chị. Hồ sơ thủ tục ngân hàng thì cực kỳ đơn giản, không chứng minh thu nhập, không cần thẩm định, không mua bảo hiểm nhân thọ luôn, hết quý chị. Rồi thì tiếp theo thì Tâm sẽ đi vào phần nội thất ngoại thất các cái tính năng xe, xem xe được trang bị những cái tính năng gì, nội ngoại thất ra sao ha. Thì đối với dòng xe Hyundai Santa Fe phiên bản dầu cao cấp này, một dòng xe 7 chỗ với cực nhiều công nghệ và tính năng, với cái bề ngoài á, thì được trang bị rất là bắt mắt luôn, rất là bắt mắt và thể thao hầm hố. Lưới tản nhiệt thì được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome bóng, mạ chrome bóng. Phía trước thì được trang bị camera phía trước nè, camera phía trước nè, và được trang bị thêm camera phía bên gương chiếu hậu hai cái, kèm theo đó là cái cam cam đùi nữa ha, là tổng cộng là 4 cái, nó sẽ tạo thành tích hợp thành một cái mô phỏng camera 360 độ để cho mình di chuyển trên những cái đường mà đường nhỏ hẹp, mình có thể canh bánh xe cũng như là mình di chuyển nó an toàn và an tâm hơn. Phía trước đó, thì cũng được trang bị hệ thống 4 cảm biến trước. Rồi phía sau được trang bị 4 cảm biến sau, tổng cộng là 8 cảm biến hết quý chị, di chuyển rất là an toàn luôn. Đèn định vị ban ngày thì được trang bị đèn định vị ban ngày dạng LED, nó kiểu như một cái nanh đó quý chị, cái nanh. Đèn xi nhan thì được tích hợp trên đèn định vị ban ngày luôn. Rồi như quý chị cũng đã thấy thì rất là đẹp luôn, rất là sang. Đèn pha cốt thì được trang bị đèn pha cốt dạng bi LED luôn hết quý chị, bi LED luôn, để tâm mở lên cho quý chị mình được thấy rõ nè, bi LED luôn ha, đây rất là sáng luôn. Có công nghệ đèn pha thích ứng AHB, có nghĩa là khi mà quý chị đi trên đường ban đêm, mình vô tình mình bật đèn pha đi, thì khi mà có xe đối diện thì nó sẽ tự động hạ cốt cho mình luôn, rồi khoa xe đối diện nó sẽ tự động lên pha cho mình, rất là tiện lợi và an toàn, giao thông rất là văn minh luôn ha. Rồi tiếp theo là về phần hông xe. Hông xe thì xe được trang bị mâm xe là mâm 19 inch. Mâm 19 inch, mâm đúc, theo anh chị. Và được trang bị cảm biến áp suất lốp từng bánh. Có nghĩa là khi mà mình chạy thì nó sẽ báo từng bánh cho mình là bao nhiêu ký luôn, để có tình trạng thiếu hơi hoặc hụt hơi bị thủng á, thì nó sẽ báo lên tắp lô và nó sẽ cảnh báo bản thân cho mình để mình thêm hơi, hoặc là mình đi vá xe nó kịp thời để di chuyển an toàn và an tâm hơn. Gương chiếu hậu thì được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và có đèn xi nhan tích hợp trên gương, giúp mình di chuyển chuyển lên nó an toàn và an tâm hơn. Đây có cảnh báo điểm mù trên gương luôn, cảnh báo điểm mù trên gương đây. Tay nắm cửa thì được trang bị nút bấm mở khóa cửa thông minh. Một trường hợp quý chị có chìa khóa trong người á, thì mình có thể nhấn nút này để khóa cửa nè, nhấn nút này để mở khóa cửa ha, rất là đơn giản. Đây ghế phụ cũng được trang bị chỉnh điện luôn, hết quý chị chỉnh điện luôn. Như quý chị nhìn sơ qua thì nó rất là hầm hố và nó rất là sang luôn.
hàng ghế thứ hai, đây hàng ghế thứ hai và thứ ba Tâm sẽ mở lên cho quý chị được thấy nè. Hàng ghế thứ hai thì được trang bị rất nhiều tính năng, có bệ tì tai nè, bệ tì tai đây, mình đi đường xa nó rất là khỏe luôn hết quý chị, rất là khỏe luôn. Có cửa gió điều hòa ghế sau, có cổng sạc phía sau, có hộc để đồ vân vân. Rồi hàng ghế sau, hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba đều có thể gập lại phẳng luôn ha, để cho mình có những cái chuyến đi mà đi xa mình có thể gặp lại để nằm nghỉ, cho mình khỏe hơn để đi tiếp. Đây còn đây là cái ghềm nè, còn có cái ghềm để mình che nắng ha. Đây trường hợp mình muốn che thì mình kéo lên nè, còn không thì mình đẩy xuống. Đây đuôi xe thì được trang bị cụm đèn hậu full led, cụm đèn hậu full led. Đây có camera lùi và cảm biến lùi. Đây, nhìn theo xe để Tâm mở phần cốp lên nè cho anh chị mình thấy nè. Cốp được trang bị cốp điện hoàn toàn luôn ha, cốp điện luôn. Đây nếu mà anh chị mình muốn bật cái hàng ghế thứ hai thì mình có thể nhấn nút hai nút này. Đây đó, nó tự động bật xuống cho mình luôn, phẳng hoàn toàn luôn ha anh chị, phẳng hoàn toàn luôn. Đây rồi Tâm sẽ đóng phần cốp lại. Tiếp theo là cái phần khoang thất. Đây khoang nội thất, Tâm sẽ đề má luôn ha. Đây, trước khi đề má thì Tâm giới thiệu cho quý chị cái phần mà cửa sổ trời nè, cửa sổ trời nè. Đây là cửa sổ trời toàn cảnh panorama luôn ha. Đây mình sẽ mở cửa sổ trời nha nè. Đây rất là sang luôn. Mình đi trời tối mình có thể mở cái cửa sổ trời để mình hóng gió ha, nó thoáng hơn. Trước mặt mình là cái đồng hồ tắp lô, đồng hồ tắp lô dạng kỹ thuật số ha. Bên trái là tốc độ của xe, bên phải là dòng tua máy, ở giữa là màn hình đa thông tin ha anh chị. Ở trước là AHB, nó sẽ biểu thị tốc độ và nó sẽ chỉ dẫn đường, cảnh báo điểm mù, rất là nhiều tính năng luôn. Rất là nhiều tính năng luôn. Đèn thì được trang bị đèn tự động nè, đèn tự động khi mà mình bật auto thì nó sẽ tự động bật đèn khi mà trời tối, tự động tắt đèn khi trời sáng ha. Gạt mưa cũng được trang bị gạt mưa tự động luôn nè, chế độ auto nè, auto. Rồi phía bên trái là các cụm điều khiển của gập gương nè, chỉnh gương nè, nâng hạ kính của kính tài, và các kính là tự động một chạm và có chống kẹt luôn hiểu anh chị, chống kẹt rất là tiện lợi luôn. Trên vô lăng thì được trang bị vô lăng bọc da, có nút đàm thoại gảnh tay tăng giảm âm lượng, có lại chuyển số luôn. Cruise control nè, mình đi cao tốc á mình có thể bật tính năng này để giữ cái tốc độ chân ga cố định cho mình, mình di chuyển nó đỡ mỏi chân hơn. Kết hợp với cái hệ thống hỗ trợ giữ làn, hệ thống hỗ trợ giữ làn và cảnh báo địch làn thì nó sẽ hỗ trợ mình. Kèm theo đó là cái hệ thống giữ khoảng cách xe phía trước, nó sẽ chạy theo cái tốc độ xe phía trước phanh thì nó sẽ tự phanh, kiểu như là khi mà mình xếp ba cái tính năng này thì xe sẽ tự lái cho mình, hỗ trợ cho mình rất là khỏe. Mình chỉ cần giữ tay trên vô lăng. Cái này Tâm sẽ nhắc lại là nó chỉ là tính năng hỗ trợ cho mình ha, mình cũng phải tác động vô lăng để cái tình trạng mà nếu mà quý anh chị không tác động vào vô lăng thì nó sẽ cảnh báo mình, nó kêu mình để tay vô lăng ha. Rồi đây là màn hình giải trí nè, nó có được tích hợp bản đồ dẫn đường dành riêng cho Hyundai, có cảnh báo tốc độ, có kết nối Bluetooth, Android Auto và Apple CarPlay. Đây các nút điều khiển của màn hình, nút điều khiển của hệ thống điều hòa, các nút điều khiển của hệ thống lái nè, số B, số R, số N và số D. Đây là đúng xe di chuyển chế độ lái nè, Comfort, Eco, Sport, Smart nè. Rồi Tâm sẽ di chuyển nè. Comfort, Eco, Sport, Smart thì nó sẽ di chuyển theo, thay đổi theo từng chế độ lái luôn ha. Nó có chế độ địa hình nè. Nâu là tuyết nè. Mên là bùn nè. San là cát nè. Hỗ trợ đổ đèo, tắt bật cảm biến trước, cam 360. Bật cái này thì sẽ bật cam 360 lên ha. Rồi làm sửa vô lăng nè, sửa vô lăng để mình khi mà mình đi đường xa thì mình sửa vô lăng sẽ nóng lên, sẽ giảm cái tình trạng buồn ngủ mình ha. Đây là mát hàng ghế trước nè. Đây
hàng ghế trước nè, nó sẽ làm mát mình di chuyển đường xa thì nó sẽ mát và đỡ cánh tránh cái tình trạng bị nực và đổ mồ hôi ha. Đây Tâm sẽ vào số R cho quý chị thấy. Đây Tâm sẽ đề máy và vào số R cho quý chị thấy. Đây vào số R. Tâm sẽ đánh lái và nó sẽ hỗ trợ dự đoán góc lái cho Tâm nè. Tâm di chuyển nó sẽ an toàn và an tâm hơn nè. Đây vào số D thì nó cũng hỗ trợ dự đoán góc lái nè. Cam 360 mà. Rất là tiện lợi luôn hết quý chị. Rồi muốn đóng cửa sổ trời thì mình kéo ra thôi, kéo lại nó sẽ tự động hoàn toàn hết quý chị. Đó là chi tiết nội thất, ngoại thất, các cái tính năng xe cũng như là giá bán, giá lăn bánh, tiền mặt cũng như qua hỗ trợ ngân hàng của Hyundai Santa Fe phiên bản giàu cao cấp. Quý chị mình nào có nhu cầu tư vấn trực tiếp hoặc là kỹ hơn về xe hoặc là giá xe, cứ liên hệ trực tiếp với Tâm qua số điện thoại phía bên trên màn hình. Tâm sẽ hỗ trợ giải đáp tất cả các thắc mắc cho mình. Nếu mà quý chị mình thấy hay và bổ ích á, có thể cho Tâm một lượt like, một lượt đăng ký để em có động lực làm ra những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những video về xe Hyundai tiếp theo.